Kinh nghiệm mở cửa hàng cho người mới. Hôm nay là cái buổi cuối năm thì đầu tiên là tôi sẽ chia sẻ cho các bạn theo cái nội dung mà các bạn yêu cầu trước. Học viên mở cửa hàng để Kết hợp sửa chữa với kinh doanh thì như thế nào, và kỹ năng giao tiếp với khách hàng ra làm sao, và nâng cao tay nghề sửa chữa bo mạch nhanh. Thì trước khi vào chủ đề chia sẻ như này thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái clip này để các bạn có thêm cái động lực nhá. Clip này tôi đi làm giáo trình. Tôi đi làm chương trình cách đây khoảng 2 năm, 3 năm trước đại dịch. Trước đại dịch Covid-19 thì cái này là cái câu chuyện có thật mà nó sẽ góp thêm, nó giúp cho chúng ta có thêm cái động lực trong cái bước đường chinh phục kiến thức. Bởi vì cái kiến thức của chúng ta ấy là tôi vẫn chia sẻ với các bạn là khó hay dễ là do chúng ta hết. Chúng ta bảo khó thì nó khó, và chúng ta bảo dễ thì nó dễ. Đối với tôi thì tôi lúc nào tôi cũng bảo là đúng không, dễ đối với tôi khi mà tôi kiên trì thì tôi thấy nó dễ, nhưng mà khi mà tôi không kiên trì thì tôi lại thấy nó khó nhá. Nó giống như bệnh Parkinson ấy, tay này cứ run run đây này, dùng được tay trái thôi, viết không viết được. Nên đến đây tôi bảo là không biết là em làm nghề này mà như thế này thì có nguy hiểm không. Thì đầu tiên là tôi sợ, tôi không dám cho học. Thì sau đó đồng chí bảo lại, thầy mà không cho em học thì em về em chết đói, em không biết làm cái gì cả. Thì về sau bảo thôi rồi, thế thì tôi sẽ cho em học và không phải mất học phí, và tặng cho em một bộ đồ nghề, động viên cho em học. Và cuối cùng em mới học cái lớp, ngày xưa là học cái TV CLT chứ chưa có, cách đây 6-7 năm rồi. Từ sửa TV CLT mà về sau đồng chí về thành nghề và về mở cửa hàng ở nhà. Và tôi lên thăm, tôi lên thăm bà này ở Lạng Sơn đấy, cửa hàng mở cửa trong đấy, ngồi lên đồng chí ngồi sửa. Mà cái lúc mà tôi lên thăm là vừa mới xây nhà xong, chưa kịp hoàn thiện, mà xây một cái nhà rộng, rất là rộng, khoảng khoảng 100 mét vuông, rất là đẹp đấy. Đấy, cái nhà vừa xây xong chưa kịp hoàn thiện nhá. Và bạn này mỗi 15 tôi tổ chức giao lưu là bạn ấy đều có mặt hết và rất nhiệt tình đấy. Không có lý do thì mà không thành nghề được. Cho chàng vỗ tay cho bạn đấy. Thế cái thứ hai là có cái anh này, anh cũng là giám đốc của trung tâm dạy nghề trên Thái Nguyên, anh cũng xuống đây học. Và trung tâm của thầy là trung tâm dạy nghề rất là tốt, tôi đã từng là gần học viên của thầy và hôm nay thầy đến thăm mình là thầy. Đấy, hỏi các bạn là tiền người ta hay để đâu? Tiền nó gần tim hơn hay là gần đầu hơn? Gần đầu hơn hay gần tim hơn? Nó để túi quần này vẫn gần tim hơn, mà để túi ngực này thì càng gần hơn. Cho nên là chúng ta muốn lấy tiền được của khách thì chúng ta lấy trái tim của người ta trước rồi hãng lấy tiền, lấy cái niềm tin của người ta trước rồi hãng lấy tiền. Bây giờ các bạn mà người ta đang ghét mình và mình lấy tiền người ta thì có lấy được không? Bao giờ lấy được. Người ta đang ghét mình và mình tìm cách lấy tiền người ta thì chỉ có cướp giật, đúng không? Tôi đảm bảo khi mà các bạn mà bị khách hàng người ta ghét nhé, bạn bán rẻ tao cũng thèm mua, bạn sửa không công người ta không thèm sửa. Cho nên cách tốt nhất để lấy tiền của khách đó là hãy tạo cho người ta một cái tình cảm, đúng không nhỉ? Vâng. Tức là gì? Hãy lấy tiền, tức là lấy từ từ trái tim trước, và muốn lấy tiền của một người khách hay là 1.000 người khách cũng vậy thôi. Trước hết là chúng ta phải lấy được cái tình cảm của khách hàng đã. Mà muốn lấy được tình cảm thì chúng ta phải làm hai việc. Một cái tình cảm của một người khách hàng đối với một người
một người kinh doanh hay một người thợ thì có hai yếu tố xảy ra. Một là các bạn phải nâng cái tầm của các bạn lên. Các bạn nâng cái tầm của bạn lên bằng cách gì ạ? Các bạn phải trở thành một cái người thợ nó giỏi đã, nó có uy tín đã. Mà các bạn, ví dụ các bạn bảo bác yên tâm, để máy đây em, cái bệnh này em sửa được cho bác là sửa được thật, không sửa được thì đền một cái đã hứa là phải làm được, đúng không? Tức là gì? Tức là mình thể hiện bằng cái trình độ của mình để người ta tin, người ta tin đã. Sau đó là gì? Trong quá trình làm nghề thì đừng chặt chém, đúng không? Và lấy tiền nó khéo một chút, đúng không? Đừng để người ta mất lòng. Thì sau đó là mình sẽ lấy được cái niềm tin của người ta, cái sự tin cậy người ta hay gọi, hay người ta thường gọi là tín nhiệm đấy, đúng không? Tín nhiệm, chúng ta đừng để mất cái chữ tín thì chúng ta sẽ lấy được tiền nhé. Yeah. Phải chuyển người ta từ ghét thành yêu rồi em lấy tiền nhé. Yeah. Khi người ta yêu rồi, thậm chí người ta gả cả con gái cho rồi, tiền là cái gì đâu, đúng không? Mấy ông đẹp trai này mà đến sửa cứ sửa cho miễn phí là mai không kéo đâu, lại muốn làm con rẻ không? Mai muốn làm con rẻ. Hai, tạo thị trường khách hàng. Tạo thị trường khách hàng, cái này nó có hai yếu tố. Một là anh tạo được hay không, và hai là anh giữ được hay không. Một là anh tạo, và hai là anh giữ. Hai cái này cái nào khó hơn ạ? Cái giữ mới là khó. Cái tạo thì chúng ta bỏ tiền ra. Đầu tiên chúng ta phải bỏ tiền ra marketing, không có gì khác, không có cách nào khác. Một là chúng ta muốn tạo được khách hàng thì chúng ta phải bỏ tiền ra, bỏ tiền ra quảng cáo đấy, nói tóm lại như vậy đấy. Marketing là marketing, đúng không? Chứ bây giờ chẳng ai mà không bỏ tiền ra marketing, không muốn mất một đồng nào mà lại muốn có khách hàng cả. Xin thưa các bạn, là một cái tập đoàn lớn như tập đoàn Samsung, một năm doanh thu nó 11 tỷ đô, cách đây 10, cách đây 20 năm. Doanh thu trên toàn thế giới 11 tỷ đô mà có những năm nó bỏ ra 20% doanh thu để nó quảng cáo. Tức là chưa biết lợi nhuận bao nhiêu, năm nay quyết định bỏ ra 20% doanh thu để quảng cáo, để lấy khách hàng. Lợi nhuận bao nhiêu chưa biết, có khi còn lỗ cơ. Cho nên chúng ta muốn khách hàng, có khách hàng, đầu tiên chúng ta phải bỏ tiền ra quảng cáo, bỏ tiền ra marketing. Nhưng cái quan trọng là như thế này, chúng ta là cái thùng rỗng hay là cái thùng đặc? Chúng ta là cái thùng đặc thì bỏ tiền ra marketing thì được, nhưng chúng ta là cái thùng rỗng, bỏ tiền ra marketing là chết, đúng không? Cho nên là sau khi chúng ta tạo được rồi, khách hàng nó đến chúng ta rồi, nhưng chúng ta có giữ được hay không mới là cái quan trọng. Nó đến một lần đầu tiên xong bắt đầu nó chán, nó bye bye, thì lần sau chúng ta có bỏ tiền ra thế, bỏ tiền ra nữa cũng không kéo lại được. Cho nên là cái giữ này là cái quan trọng. Mà muốn giữ được thì chúng ta phải giữ. Đấy, cho nên là tôi bảo là các bạn muốn đi buôn ý, thì bây giờ như này. Ví dụ bây giờ tôi tay không, tôi chẳng có vốn, tôi sẵn sàng mở với một cái anh đi Tây về, anh có 10 tỷ và thôi bây giờ em chẳng có tỷ nào cả, anh cũng 10 tỷ đúng không? Em sẽ chung với anh, thôi thì anh có tiền thì anh cho anh 70 đi, em không có tiền thì em làm 30 đi, lãi cùng hưởng và lỗ cùng chịu, em chịu trách nhiệm về khoản kỹ thuật đúng không, còn anh thì bỏ vốn đúng không? Thế ngày mai mà nó mất thì ai mất nhiều hơn? Chẳng may nó thua lỗ thì cái anh bỏ tiền ra này mất hết, còn mình thì chỉ mất công thôi. Nhưng mà được thì mình được 3 phần và ông ấy được 7 phần. Có nghĩa là mình có phải là tay không bắt giặc không? Mình là tay không bắt giặc, đúng không? Đấy. Nhưng cái ông này bỏ tiền ra và ông không cẩn thận là ông mất hết, còn mình thì chỉ mất công thôi, không mất cái gì. Đấy, cho nên là tôi khuyên các bạn là trước khi kinh doanh là chúng ta hãy đầu tư cho cái chất xám ở trong đầu mình trước. Và chất xám ở trong đầu của mình nó chính là vốn, mà cái vốn này lại không bị mất, nó lại hay như vậy. Nên người ta bảo là tại sao đầu tư cho bản thân là cái đầu tư lãi nhất. Bởi vì sao? Đi anh mà giàu có, anh mà nhiều tiền, anh đi thuyền đóng cái là anh mất hết, nhưng mà tôi đóng, tôi bơi lên bờ, tôi lại vẫn còn nguyên, tôi vẫn còn nguyên, bởi vì nó nằm ở trong đầu tôi, nó mất làm sao đây? Đấy. Tạo thị trường khách hàng thì các bạn muốn tạo thị trường khách hàng thì như này. Thì hiện nay ở trung tâm tôi có cử một bạn, bạn ấy chuyên làm về
marketing thì anh em mà cần thì tôi sẽ tổ chức chúng tôi sẽ training cho các bạn cách làm marketing, ví dụ như là làm để mà marketing một cái thương hiệu gì đấy thì tôi không tính, nhưng mà làm một cái để cho một cái thị trường nhỏ nhỏ trong phạm vi một huyện hay trong phạm vi một tỉnh thì ok, đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta có rất nhiều công cụ, ngày xưa là chúng ta không có công cụ gì làm marketing đâu, chúng ta hoàn toàn phải làm gì ạ, hoàn toàn phải đăng báo này, rất tốn kém này, rồi thì đưa lên truyền hình này, rất là tốn kém. Nhưng bây giờ nó rất nhiều công cụ và cái công cụ đấy chúng ta toàn là miễn phí hết, đúng không? Facebook này, Zalo này, YouTube này, đúng không? Toàn là miễn phí hết. Vấn đề là chúng ta có biết cách tận dụng nó hay không, có biết cách sử dụng nó hay không, đúng không? Đấy, tôi lấy ví dụ các bạn có thể cầm điện thoại các bạn quay, các bạn up lên thì cũng đã thành marketing rồi. Thế nhưng mà vấn đề là như này, chúng ta phải biết cắt ghép một tí, chèn hình ảnh vào, chèn chữ vào, thông báo là tôi ở cái chỗ này chỗ kia, cửa hàng của tôi chỗ này chỗ kia, có sản phẩm này, có sản phẩm kia, chèn nó vào thì nó mới có ý nghĩa. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ quay không đưa lên thì nó không có ý nghĩa mấy. Đấy, thì anh em mà muốn ấy thế thì đăng ký, tôi sẽ tổ chức dạy miễn phí free 3 buổi. Ok không? Đấy, thì cái đấy nó phải có cái đấy, có cái này này thì nó mới tạo được khách hàng, đúng không? Chứ bây giờ bảo là tay không bắt giặc thì làm sao bắt được. Cái thứ hai là tạo rồi, nhưng mà mình phải cái đầu của mình ấy, giữ được hay không là do cái đầu của mình, do cái kiến thức của mình. Nó đến với mình rồi nó bảo ôi ông này giỏi lắm, ông này sửa phát ăn ngay, về là một ông là thông báo cho cả làng đến. Đấy nha. Mở cửa hàng cho người mới tốt nghiệp à? Kinh nghiệm khi mà chúng ta mới tốt nghiệp thì chúng ta không nên mở cửa hàng ngay nhá. Tôi khuyên chân thành, kể cả chúng ta có mặt đường, chúng ta có cửa hàng, chúng ta có vốn rồi, nhưng chúng ta cũng nên đi làm thuê một thời gian. Làm thuê ở đây không phải để lấy tiền, mà làm thuê để lấy kinh nghiệm. Các bạn học ở đời ấy mới là cái quan trọng, đúng không nhỉ? Của cái kiến thức ở trên cuộc sống nhá. Cho nên chúng ta đừng về mở cửa hàng vội. Đấy, chúng ta còn thiếu rất nhiều. Từ cái này này, cái này này, cái này chúng ta phải đi làm thuê để chúng ta học, chứ có ai dạy cái này đâu. Kể cả có người dạy cho các bạn mà các bạn không thực tế, các bạn cũng không thể hỏi được. Cái này này chính là chúng ta đi làm thuê để chúng ta học. Thế nhưng mà theo tôi là như này, chúng ta làm thuê ở đâu thì làm thuê, trong cái lúc mà chúng ta làm thuê chúng ta hãy xác định như này, không cần lấy lương, lương đủ sống thôi, nhưng chúng ta phải học được những cái hay của người ta, những cái tốt của người ta. Học xong rồi về mở cửa hàng ngay thì theo tôi là hãy từ từ làm giàu. 50 năm làm giàu mà vội gì, đúng không? Vội gì. Thế còn kinh nghiệm mở cửa hàng thì như này, khi các bạn mở cửa hàng thì các bạn mở cửa hàng có hai mục đích, mở cửa hàng để sửa chữa hay là kinh doanh, đúng không? Mở cửa hàng để sửa chữa. Sửa chữa thì cái vốn để mở cửa hàng để sửa chữa, các bạn theo các bạn nào lo là cái gì ấy? Vốn để sửa chữa, cái vốn để sửa chữa đối với cái nghề của chúng ta đúng 10 triệu là ngon, không cứ phải không đến 10 triệu nhá, không đến 10 triệu. Nhưng cái vốn quan trọng nhất là ở trong đầu của các bạn là kiến thức. Cái này là cái quan trọng nhất khi các bạn muốn mở gàn sửa chữa. Cái này là cái quan trọng nhất. Khi các bạn đã mở ra rồi là các bạn không còn thời gian để đi học nữa. Mỗi lần đi học là các bạn phải đóng cửa hàng. Và lúc đấy là các bạn sẽ đóng cửa hàng vào, đúng không? Thì các bạn hãy chuẩn bị cho tôi cái kiến thức nó đầy đủ đi, ok đi. Thì các bạn mở. Kiến thức chứ không phải kỹ năng nhá. Nhiều anh đi học là hiểu nhầm hai cái này. Nhiều anh đi học là hiểu nhầm giữa hai cái này. Kỹ năng thì không ai người ta dạy cho mình bằng chính mình. Tôi lấy kỹ năng hàn, không ai người ta cầm tay người ta bắt tay các bạn hàn cả. Không ai người ta cầm tay người ta bảo bạn đo thế này cả. Mà cái này là các bạn phải tự làm. Kỹ năng hàn, kỹ năng đo. Cho nên là tôi nói thật với các bạn, nhiều trung tâm là người ta cứ cho các bạn học kỹ năng suốt. Để làm gì? Để người ta đỡ phải dạy. Mà học kỹ năng thì làm gì phải dạy. Tôi mà dạy các bạn kỹ năng thì tôi cứ mua cho bạn một đống máy hàn, xong rồi là cho các bạn hàn suốt ngày.
Thế là tôi đi ra quán cà phê, tôi ngồi uống cà phê, tôi nhàn quá. Đúng không? Cái kiến thức này mới là quan trọng. Kiến thức này quan trọng. Cho nên là tôi muốn các bạn hấp thụ cái kiến thức này. Còn kỹ năng thì các bạn phải về nhà, các bạn mua mỏ hàng, các bạn mua đồng hồ này, các bạn cọc. Chứ không ai dạy cái này cả. Mà có dạy các bạn chẳng thuộc được. Vốn để kinh doanh. Thế thì hôm nọ tôi cũng có một cái bài chia sẻ với cái anh em, mấy anh em học từ xa đấy. Là chừng nào chúng ta có 2 phần 3 và chúng ta đi vay thêm 1 phần 3 thì lúc đó chúng ta mở ra để kinh doanh. Được chưa nào? Thế còn chừng nào mà chúng ta đang có 1 phần mà chúng ta đi vay 2 thì hoãn lại đã. Có 1 mà vay 2 thì hoãn lại đã. Tối thiểu phải có 60% vay 40% để kinh doanh các bạn nhé. Các bạn nhé. Chứ đừng các bạn đừng đi vay 2 phần có 1 phần rồi các bạn kinh doanh nó nuôi người ta hết rồi. Đúng không? Nuôi người ta hết rồi. Được đồng nào là nuôi mấy ông cho vay lặng lãi hết mà, cho mấy ông ngân hàng hết mà. Nên tôi khuyên các bạn, chừng nào chúng ta có, ví dụ các bạn muốn kinh doanh nhỏ, bây giờ kinh doanh nhỏ cái nghề của chúng ta thì tôi cứ cho là 500 triệu đi, một cái cửa hàng đi, thì bao giờ các bạn có được khoảng 300 thì các bạn vay thêm 200 cũng được. Các bạn vay thêm 200 thì các bạn sẽ kinh doanh nhá. Và tí nữa tôi sẽ nói các bạn kinh doanh, để điều kiện để kinh doanh là cái gì và làm sao để nó không bị mất tiền nhá. Yeah.